qua chỗ này cái đưa qua đây được. To hơi lầm to chị. Sai mặt của anh nó sẽ ừ là biết con mụn nó không to rồi. Đây này. Nhìn qua cho chị xíu. Hồi nãy thằng cô có thằng cô nói này mà không biết có phải là bạn em không?
chắc là mũi thằng câu nó làm bất ngờ rồi sợ. Bất ngờ hả? Ừ. Cái phục phục lên đấy chứ mình đâu có biết cục mồ đã. Ừ, do cái mũi nó nhìn cứ nghĩ nhỏ. Không phải cứ nghĩ mày là nhỏ thì. Mình nghĩ không có mụn. Cái là mũi không nghĩ có mụn mà. Rắn chỉ cái màu trắng hơi đào xuống. Mm-hmm.